Và mình hẹn các bạn vào tập 13 nha. Ở trong tập 13 thì mình sẽ cho các bạn đón xem. Và các bạn muốn mình sẽ đi lấy sữa của ai, ấn like nè và đăng ký cái nào. Sao hôm nay mình đẹp trai quá vậy ta? Xin chào anh trai, anh cho em xin miếng sữa được không? Lấy sữa Slenderman đó hả? Anh em ơi, quẩy lên! Cho em xin miếng sữa đi anh! Wow! Đây chính là sữa của Slenderman nè! Con ma dám lấy xe của mình kìa! À. Hello, no, no. Mình tên là Vinh. Hôm nay chính là tập 13 khi mà mình uống sữa tất cả mọi thứ ở trong Minecraft nha các bạn. Mình đọc bình luận thì mình thấy có rất là nhiều bạn là: anh ơi, anh lấy sữa của Slenderman đi. Anh Vinh ơi, em thấy video đã được 100.000 like rồi, anh ra lấy sữa của Slenderman đi. Ok em. Có rất là nhiều bạn kêu mình lấy sữa của Slenderman. Thì ngày hôm nay là mình sẽ làm theo yêu cầu của các bạn nhé. Anh Vinh ơi, anh ra tập 13 đi. Em sẽ đăng ký đến nỗi mọc râu anh luôn. Mọc râu hả? Oh my god, đăng ký đến nỗi mọc râu thiệt luôn rồi nhỉ các bạn. Thì ở trong tập trước á, là mình đã lấy sữa của ác quỷ nè. Các bạn còn nhớ hay không? À, thì là cái ông này nè. Thì ở trong cái tập trước á, là mình đã lấy sữa của cái ông ác quỷ. À, ok. Thì ngày hôm nay là mình sẽ đi lấy sữa của ai? Các bạn biết không nè? Mình đoán rằng các bạn đang rất là mong chờ để mình lấy sữa của Slenderman đúng không nè? À, như là các bạn đã biết á, Slenderman là một người không có gương mặt, không có mắt, mũi, miệng gì hết, chỉ toàn là cái đầu màu trắng thôi, là không có gương mặt. Mình sẽ biến hình đây. Đây, mình đã biến thành Slenderman rồi nha các bạn. Oh my god. Nè, mình sẽ lắc qua bên trái đi. Qua bên trái nè. Đó, qua bên trái nè. Vô. Còn qua bên phải nè. Vô. Còn lắc đầu nè. Bùm 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 bô. Thôi, mình sẽ biến trở lại bình thường đây. Hey, mình đã quay trở lại rồi đây. Để mà lấy sữa được của Slenderman á, mình phải cần những cái thứ này nè các bạn. Đó, mình phải cần những cái thứ này để có thể lấy sữa của Slenderman. Mình sẽ uống sữa của ác quỷ trước nha các bạn. Uống sữa vô cái. À, đây, biến thành ác quỷ rồi. Có hai cái sừng. Sẽ đầu tiên là mình sẽ tìm kiếm là 10 cái con mực nha các bạn. Ơ, đáp xuống, đáp xuống. Thì cái con mực thì nó sẽ như thế nào? Mình sẽ giết 10 cái con mực để mình lấy cái túi mực á. Con mực đâu rồi? Đưa cho ta cái túi mực nào để cho ta lấy sữa của Slenderman. Đây nè. Bùm. Ôi, tính ra là cái này có khả năng là quăng xuống dưới nước được cái nè. Đây rồi. Bùm nè. Như vậy là mình đã được 7 cái rồi. Mình còn 3 cái nữa thôi là mình đủ rồi à. Còn một cái nữa thôi. Đây nè. Ok, mình đã đủ 10 cái rồi nè. Ôi, túi mực thì yeah. Như là các bạn thấy á, cái con Slenderman có cái xúc tu đằng sau rất là giống cái con mực luôn. Tiếp theo đây là mình cần 16 cái ngọc Ender. Đó, từ cái con Enderman. À, đâu rồi? Chạy nè. Ui trời ơi, cái con này. Nè. Mày ơi, ôi cái con Enderman này dịch chuyển các bạn hả? Đâu rồi, nó đâu rồi ta? Kìa. Nè. Ôi. Ok, nó đã chết rồi nè. Như vậy là mình đã được một cái ngọc Ender rồi, còn 15 cái nữa. Ui giời, mấy cái con Enderman này chỉ cần đánh một cái nè là nguyên đàn em của mình đánh hộ luôn. Đó. Ghê không nè, cái con này nè. Chạy đi đâu? Đâu rồi? Ghê. Như vậy là mình có người để bảo vệ cho mình. Đây. Đó. Đâu rồi đó? Ê, kìa, chạy dữ rồi kìa. Nè. Xử lý nó. Đúng rồi, hay quá luôn, vỗ tay. Mình có một thứ phải đi qua địa ngục mới lấy được cái này nè. Cái này có tên là cái đèn mà. Cái gì vậy? Ủa, tại sao mình lại
mình xuất hiện ở đây làm sao mà đi xuống? Ừ ha, mình có đôi cánh mà các bạn. Có đôi cánh của ác quỷ nè. Ờ, mình sẽ bay nha. Ủa, đâu rồi? Ờ, nè, bay lên. Ê, úi xời ơi, dăm ba mấy cái chỗ cao. Mình có khả năng bay mà sợ gì? Các bạn hãy coi mình thể hiện nè. Ôi, mình lỡ bay mạnh quá. Cái mình bay ra ngoài đây luôn rồi, làm sao mà quay trở về? Đi thật xa để trở về, nhưng mà không có đường, làm sao mà về? Có ai ở đây không? Hỡi bạn bè ơi, Vinh ác quỷ bị nhốt ở đây rồi, làm sao về? Cuối cùng là mình cũng đã xuống được rồi. Quá là mệt mỏi. Thì mình cần phải đi tìm cái cục này đó các bạn, để mình chế tạo ra cái đèn này nè. Đó, đây là cái nguyên liệu để chúng ta có thể lấy sữa được của Slenderman. Sau đó là chế tạo cái này. Đây. Và ok, mình đã được cái này nè, máy dò ánh sáng. Còn cái nguyên liệu cuối cùng nữa thôi, đó chính là đầu của con skeleton. Cái con skeleton đây rồi. Và để mà lấy đầu được của cái con này á, là mình cần phải, nếu mà cái con creeper điện này mà nổ cái con skeleton thì nó sẽ rơi ra cái đầu nha. Mình sẽ cho nó đi xuống đây nè. Rồi, đi xuống đây. Rồi, nổ đi. Ôi ôi trời ơi, kiểu này không ổn rồi. Chưa để mình kiểm tra xem có cái đầu nào rơi xuống không nha. Bye. Mình sẽ quay lại cái chỗ cũ. Đây nè, cái chỗ này nè. Ok, nó đã rơi ra cái đầu rồi nè. Cái đầu của cái con bộ xương nè. Đó, đây là thứ quan trọng để mình làm sữa của Slenderman. Yeah, cũng đã hoàn thành rồi. Yeah, mình đã đủ tất cả mọi thứ rồi. Chỉ cần là đặt cái này xuống nè. Và để quăng xuống đây. Ai đây? Đây chính là Slenderman các bạn hả? Oh my god. Rồi, nhưng mà làm sao để lấy sữa đây? Yeah, mình đã quay trở lại rồi đây. Và sữa đúng không? Ok, ơi, mình đã lấy sữa thành công rồi. Cái gì? Tên kia, ai cho ngươi lấy sữa của ta? Ta sẽ không tha thứ cho ngươi đâu. Đứng lại, ngồi luôn rồi. Để mình thử uống sữa liền luôn. Ôi, gì? Ngươi sẽ không được uống sữa của ta khi ta chết. Khi mà mình tiêu diệt được Slenderman thì mình mới được uống sữa. Ờ, khó quá à. Kiểu này chắc là mình cần phải uống sữa của hacker vào mới được. Uống sữa hacker vào. Ok, mình đã có sức mạnh của hacker rồi nè. Mình đã đeo mặt nạ hacker vào rồi các bạn. Lấy sữa nè. Sau khi mà mình lấy sữa thì mình sẽ tiêu diệt cái tiêu diệt Slenderman. Đây. Ok, ôi đau quá. Nè, ok. Ôi. Đâu rồi. Slenderman nè. Ok, cuối cùng là mình cũng đã tiêu diệt được rồi. Mấy cái con này. Đây. Mình đã mất rất là nhiều thời gian mới có thể tiêu diệt được Slenderman. Và cuối cùng á, sau khi mà mình wow, công nhận là rơi ra rất là nhiều vàng luôn các bạn ơi. Slenderman rơi ra rất là nhiều vàng cho mình. Cuối cùng là mình cũng đã được quyền uống sữa rồi. Uống sữa Slenderman nè, uống vô. Wow, sau khi mà mình uống vào là mình được cái gì vậy? Oh my god. Mình được cái này nè các bạn. Đây, một cái áo Slenderman. Cái quần Slenderman nè. Rồi, thấy không? Ồ, được các bạn ạ. Rồi mình sẽ đổi cái nón lên nè. Đây là cái đầu của Slenderman. Và đó, còn cái chân nữa thôi. Đó. Nếu mà các bạn thấy mình giống Slenderman thì hãy ấn like cho video này và đăng ký kênh để ủng hộ cho Vinh nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Mình ví dụ như là mình muốn bỏ cái đầu nè. Bỏ cái đầu ra. Đó, thì nó sẽ như thế này. Còn khi mà mình mặc vào nè. Mặc cái đầu vào. Đó. Ủa, còn cái này là đây là một cái gậy. Một cái gậy Slenderman. Và đây là gậy dịch chuyển nha các bạn. Gậy dịch chuyển.
Như vậy là mình cũng có khả năng là dịch chuyển giống như là Slenderman. Thì Slenderman bình thường thì cũng có chức năng là dịch chuyển. Đó, dịch chuyển nè. Các bạn thấy là mình sẽ dịch chuyển. Ba 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 ba. Ôi, tới đây luôn rồi nè. Quá là khủng khiếp. Còn cái này là gì đây? Gậy triệu hồi, gậy triệu hồi Slend hả? Ôi. Nếu mà mình dùng cái gậy này là mình sẽ triệu hồi ra gì ta? Ủa, hình như là đây là Golem nè. Slenderman Golem. Rất là ngầu luôn. Ủa? Cái gì mà ghê quá vậy? Nè nè nè, mình sẽ đứng gần cái anh dân làng này nha. Mình sẽ ngồi xuống nè. Như vậy là cái ông dân làng này ổng biến mất tiêu luôn các bạn ơi. Các bạn hãy xem lại nè, có cái ông dân làng này đứng ở đây nè. Sau đó là mình chỉ cần ngồi xuống. Đấy. Như vậy là ở đây là không còn ông dân làng nào hết. Wow. Và cái này chính là, để mình kiểm tra xem, đây chính là xúc tu của Slenderman nè. Con Slenderman á, thường thường á, ở sau lưng nó sẽ có những cái xúc tu á. Mình sẽ dùng cái xúc tu này lôi cái con cừu này lên trời nè. Rồi, xúc tu có thể vươn dài ra. Các bạn có thấy đáng sợ hay không? Rồi, quăng xuống nè. Còn nếu mà mình muốn quăng mạnh lên á. Đấy, chưa rồi nè. Wow, cái con cừu, cái con cừu nó bay mất tiêu luôn các bạn. Mình sẽ quăng thật là mạnh nè. Này nha, này nha. Wow. Wow. Thêm một con nữa, thêm một con nữa. Con này nè. Quăng lên trời. Bụm một cái. Còn chờ gì nữa, ấn like và đăng ký kênh để ủng hộ cho Vinh nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Trời ơi, ở đây có rất là nhiều kẻ cướp luôn nè. Mình chỉ cần ngồi xuống. Đấy, ngồi xuống. Bèn nè, bèn nè. Các bạn cảm thấy như thế nào? Chỉ cần ngồi xuống là có những cái làn khói, nó sẽ làm cho mấy cái con này biến mất tiêu hết trơn luôn. Lúc nãy rất là đông, nhưng mà bây giờ là mất tiêu luôn rồi. Còn một con ở đây đúng không? Còn một con ở đây, mình sẽ dùng cái xúc tu của Slenderman. Ôi, bây giờ chú muốn đi đâu nè? Mình sẽ đưa cho con này đi du lịch nha các bạn. Cái con này muốn đi du lịch đúng không? Bay lên đi. Đi nè, đi nè, đi nè, đi chơi nè, đi chơi nè. Quay. Wow, chưa chết luôn kìa. Nè nè. Nè nè nè. Quăng lên. Wow, rồi. Còn cái con nào dám lại đây hay không? Ta cho các người đi lên sao quả, đi lên cung trăng. Bay đi. Balasibo nè. Còn cái con này nữa, mình sẽ cho cái con này lên nóc nhà đi các bạn. Mấy cái con này bắn mình không bị làm sao hết trơn. Ôi bắn thoải mái đi mấy em ơi. Thôi anh sẽ đi đây, anh sẽ đi đây. Mình sẽ dịch chuyển nha, dịch chuyển lên cái nóc nhà đó. Ôi, mình dịch chuyển cái một lên đây luôn nè. Hello anh trai. Cho nó xuống đây đi. Nhà của người ta đi lên đây làm cái gì vậy? Ôi ôi. Thôi đi nha, mình sẽ dịch chuyển tiếp. Quay quay quay. Hôm nay là lấy sữa của Slenderman cũng đã đến đây rồi. Thì mình hẹn các bạn vào tập 14 nha. Ở trong tập 14 các bạn muốn mình lấy sữa của cái con gì hoặc là của ai, các bạn bình luận ở phía bên dưới cho mình biết nhé. Nếu mà video này đạt được 65.000 like thì sẽ có tập 14 nhé các bạn. À mà quên, các bạn nhớ ấn đăng ký kênh. Thì khi mà mình ra tập mới, các bạn sẽ không bỏ lỡ những video mới nhất nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Các bạn ơi, mình có một thông báo rất là quan trọng luôn nè. Khi mà đăng video là mình sẽ đăng video trên YouTube và đăng video trên Facebook luôn nè. Là hai chỗ. Nếu mà các bạn muốn xem video trên Facebook á thì hãy gõ là Vinh
MC. Đó, rồi sau đó là tìm kiếm nha các bạn. Sau đó là các bạn sẽ thấy tấm hình này nè và chữ Vinh MC. Đó, ấn vào, vào đây rồi các bạn ấn nút thích nè, thích. Đó, thích rồi sau đó ấn vô chữ theo dõi. Theo dõi nè, hiện tại là trang Facebook của mình gần được 37.000 lượt theo dõi rồi nè. Ở đây là mình đã đăng rất là nhiều tấm hình luôn nè. Đây là Vinh MC nè. Cái này là mình nè các bạn, thấy không? Mình đang ở một cái đồng ruộng nè. Đây là ai ạ? Sau đó là mình đọc bình luận á, mình thấy có rất là nhiều bạn bình luận luôn nè. Mình đọc bình luận của các bạn fan ở trên đây luôn. Nên là các bạn nhớ theo dõi video của mình và những cái tấm hình của mình ở trên Facebook luôn nha. Vinh MC tại đây.